Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh VN Live của chúng tôi. Bản tin hôm nay của chúng tôi: phát hiện phóng xạ rò rỉ ở Biển Đông. Phát hiện phóng xạ hạt nhân rò rỉ ở Biển Đông. Phát hiện phóng xạ cao bất thường trên Biển Đông. Chuyên gia nêu kịch bản nếu là tàu ngầm hạt nhân. Công tác khảo sát được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Philippines BNRI thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nước này. Giám đốc BNRI, ông Carlos Arcila nêu, nghiên cứu tại các rạn san hô mà nhóm của ông tiến hành đã phát hiện mức độ phóng xạ cao trên Biển Đông, cao hơn ở các khu vực ven biển Philippines. Theo ông Arcila cho biết, đã báo cáo phát hiện này trước phiên họp trực tuyến của mạng lưới các cơ quan pháp quy về năng lượng nguyên tử của ASEAN hồi tuần trước và kêu gọi điều tra thêm về vấn đề này. Ông cho hay, quan chức một số nước ASEAN rất quan ngại trước nội dung được ông trình bày. Phóng xạ được phát hiện thông qua sự phân lập Lodin IOS 129 trong các rạn san hô biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và vùng biển Hoàng Sa cũng như phía đông của Philippines. Theo ông Arcila, IOS 129 là sản phẩm của phản ứng phân rã hạt nhân tạo ra bởi những lò phản ứng hay nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi không biết nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì. Đây chỉ là phát hiện ban đầu. Chuyên gia người Philippines nói, chỉ ra rằng BNRI có năng lực để xác định các khu vực bức xạ môi trường như thế, cũng như những người chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này trong vài tháng tiếp theo, ông Arcila nói. Theo FISTA, Philippines sẽ nâng cấp năng lực xác định bức xạ môi trường, đặc biệt tại Biển Đông, nhờ dự án hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU nhằm giúp đỡ các nước ASEAN theo dõi những rủi ro như vậy. Website của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA nói rằng hầu hết IOS 129 trong môi trường đến từ các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Theo đó, các vụ thử vũ khí trong thập niên 1950 và 1960 đã giải phóng chất này vào khí quyển. Chuyên gia Colin Kaur từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore nhận định trên Twitter về báo cáo nói trên của Philippines. Nếu nguyên nhân mức độ phóng xạ cao là do các tàu ngầm năng lượng hạt nhân thì chỉ có số ít đối tượng khả nghi. Ông Kaur cho rằng không khó để xác định thủ phạm bởi không có nhiều nước sở hữu được loại tàu ngầm kể trên. Hàn Quốc hôm nay thông báo đã phát hiện chất xenon trong không khí ở tỉnh Gangwon giáp với Biển Đông Hàn Quốc và phóng xạ iốt trên bầu trời 12 khu vực trên toàn quốc bao gồm cả thủ đô Seoul. Trước đó, Trung Quốc cũng thông báo phát hiện phóng xạ tại một số khu vực ven biển đông nam nước này. Còn theo hãng tin Xinhua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm nay cho rằng Nhật Bản đang đứng trước khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo Viện trưởng Viện An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, các trạm quan trắc mức độ phóng xạ tại 12 địa điểm trên toàn nước đã phát hiện iốt phóng xạ 129, tuy nồng độ ít, đặc biệt tại Chuncheon, phía đông bắc Hàn Quốc, hạt cesium cũng được tìm thấy cùng với iốt phóng xạ. Đây là lần đầu tiên iốt phóng xạ được phát hiện tại Hàn Quốc và nhiều khả năng chất này đã bay từ nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima của Nhật Bản, nơi đã xảy ra vụ rò rỉ phóng xạ do hậu quả của trận động đất. Cùng với chất xenon, iốt 129 phóng xạ là chất chỉ phát sinh khi nguyên tử được phân hạch và được cho là chất gây ung thư. Hôm qua, Ủy ban điều tra phối ứng phó khẩn cấp sự cố hạt nhân nhà nước Trung Quốc công bố thông tin cho biết, sau khi phát hiện nguyên tố phóng xạ nhân tạo iốt 131 trong không khí phía bắc tỉnh Hắc Long Giang, không khí một số khu vực ven biển đông nam Trung Quốc cũng quan trắc được nồng độ phóng xạ cực nhỏ. Chuyên gia cho rằng đây là kết quả chất phóng xạ lan trong không khí sau khi tỏa ra từ sự cố hạt nhân ở Nhật Bản, nhưng nồng độ rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân, không cần áp dụng bất cứ biện pháp phòng chống nào. Phân tích giám sát quan trắc của Trung Quốc cũng cho rằng sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 chưa gây ra ảnh hưởng đối với môi trường cũng như sức khỏe của người dân Trung Quốc. Mỹ phát hiện dấu hiệu phóng xạ từ Nhật trong không khí nước ở 13 bang. Trước đó,
giới chức Massachusetts đã phát hiện thấy phóng xạ ở trong nước mưa tại bang này. Tuy nhiên, lượng phóng xạ được phát hiện rất thấp, mức lo ngại đối với sức khỏe của công chúng. Ngoài ra, Philippines cũng phát hiện một lượng nhỏ phóng xạ trong không khí lan từ nhà máy điện Fukushima 1 của Nhật Bản. Chúng tôi đã phát hiện thấy các chất đồng vị, song chúng tôi mong công chúng không hoảng sợ, người phát ngôn của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Philippines cho hay. Chúng chỉ là lượng rất nhỏ trong không khí. Theo hãng tin Xinhua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm nay cho rằng Nhật Bản đang đứng trước khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ sẽ dốc sức ứng phó tại hội nghị Ủy ban Ngân sách Thượng viện. Thủ tướng Nhật Bản nói tình hình nhà máy điện hạt nhân hiện vẫn khó dự đoán. Chính phủ sẽ khẩn cấp ứng phó với mức cao nhất. Ông còn nhấn mạnh, khủng hoảng hiện nay không những là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, mà còn là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng biết, trong những ngày gần đây, sự căng thẳng ở Biển Đông cũng gia tăng và rất là nhiều tàu ngầm của Trung Quốc đã lui tới trên Biển Đông. Và để ứng phó với những lực lượng tàu ngầm của phía Trung Quốc thì Hải quân Hoa Kỳ cũng đã cử hàng không mẫu hạm cũng như những chiến hạm và những khu trục hạm đi đến vùng Biển Đông để bảo vệ đường hàng hải, trong khi đường hàng hải quốc tế luôn được Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Và như chúng ta cũng đã biết, hiện nay phía nhà nước Trung Quốc họ đã chiếm hầu hết Biển Đông, họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và họ lập rất là nhiều căn cứ quân sự trên khu vực Biển Đông. Đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã trở thành những căn cứ quân sự của phía Trung Quốc. Và như chúng ta cũng đã biết, năm 2006 đến nay thì phía Trung Quốc đã xây rất là nhiều căn cứ quân sự và phía Trung Quốc cũng đã nhiều lần cảnh báo với tất cả các nước, hễ ai đi qua đường tuyến hàng hải quốc tế thì phải khai báo cũng như đưa ra những thông tin để về phía Trung Quốc họ quản lý. Như vậy thì chất phóng xạ hiện nay ở trong các rặng san hô cũng như ở các vùng biển trên Biển Đông, đặc biệt rằng như trên vùng biển Philippines, trên vùng biển Việt Nam cũng như về phần lãnh hải của phía Trung Quốc, thì những khu vực này là tất cả các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc thường lui tới. Như vậy thì không biết về phía Trung Quốc đang muốn đưa ra một thông điệp gì để cho thế giới biết rằng chúng ta cần chuẩn bị những gì để đối phó nếu thật sự một vụ chiến tranh hạt nhân hoặc một vụ thử hạt nhân thật sự xảy ra trên Biển Đông, thì hầu như các nước ASEAN là những nước bị thiệt hại nhiều nhất và có thể hủy diệt cả một vùng biển Đông rất là rộng lớn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy chia sẻ, bình luận và đăng ký để chúng tôi sẽ có thêm nhiều bản tin để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.